Hoa chặt cây. Hoa chặt cây. Ừ, cho cây nó sáng, cho cái nền nó sáng sủa, cho cây dưới nó quang hợp. Trời gió bắc này mình chặt bớt cái tán để mà đỡ tùm với lại đỡ gãy ngã cây. Bây giờ mình suy nghĩ coi, làm xong mình sẽ có củi nè. Mình phơi củi xong rồi mình sẽ, trong rẫy có sả nè, rau răm nè, rồi mình có mắm ruốc nhà đem ra nữa, mình mua thêm con cá lóc, có nghệ nữa. Vì mình nấu món gì chút nữa mình ăn cho ấm đây ta. Các bạn biết món gì chưa? Chờ các bé lụm củi nha. Giỏi quá luôn. Nè, cuốn thôi nha. Đoạn gãy rồi mình lấy mấy cái nhánh to chặt làm củi. Con đi trước con phơi nắng nha. Nó dọn cây lớn chứ không phải cỏ. Hôm nay mới làm cỏ. Ba tép. Nó hơi bị úng không? Chưa gãy lại. Ba tép, ủa sao kia dục vậy? Còn cái gốc nó lên. Giờ gió chuyển gió bắc rồi. Bây giờ mình ăn nấu bún nước lèo ăn trong cái thời tiết gió bắc này thì thật là ấm, thật là ngon, thật là hấp dẫn nha. Còn đây là củi mình đã chặt rồi phơi khô, chút nữa mình nấu bún nước lèo bằng nồi củi. Sả mình làm mình thấy là được 3 tép sả nha. Giờ mình sẽ đem đi bằm. Chào cả nhà, bữa nay mình làm bún nước lèo châu đốc nha. Giờ là đây những cái thành phần nguyên liệu của nó gồm cá lóc, mình đã làm sạch dãy cạo nhớt và mình đã lóc xương luôn, một phần lóc xương, phần đầu thì để cho người lớn ăn, em bé lóc xương sẵn. Thì cái phần xương mình vẫn để mình nấu nước ngọt ha. Lấy nước sả thì mình lấy từ gừng ra, mình sẽ đập nó dập, mình cuộn lại, mình để vào nước cho nó thơm. Còn cái hành tím với tỏi mình sẽ phi, cái nghệ mình sẽ phi lên thơm, để mình lấy cái phần phi lê nè, mình phi rồi mình trộn nghệ bên ngoài để mình ăn, mình rắc lên cái phần phi lê cá nha. Còn cái đây là mắm ruốc, chút nữa mình sẽ lấy lá chuối mình cuộn lại mình nướng mắm ruốc. Đây là tôm khô nấu cho ngọt nước. Rồi cái phần ăn bún, nếu thành phẩm á, ra tô mình sẽ ăn bún nè, bún với lại rau thơm, rau răm, muối hột đâm với lại ớt và chanh, giá. Ngoài ra còn có bông điên điển với lại rau muống bọc sợi. Thật là hấp dẫn đây. Bây giờ mình sẽ nấu nha cả nhà. Rồi, thành phần rất quan trọng đó là ngải nha, ngải bún là ngải. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dập bầm ra mấy cái tỏi hành. Còn sả thì mình sẽ đập dập để vào nước nha. Củi khô mình đã phơi, mình đã chụm để nó thành than rồi. Thì mình sẽ nướng cái mắm ruốc nha. Đây, mắm ruốc mình sẽ gói lại nha, cuộn gói lại. Là mắm ruốc mình cỡ 2 lít, mình sẽ cho vào đây cỡ một
khoảng 150g mắm ruốc, 200g đi. Mình đem đi nướng nha. Mình sẽ nướng cái mắm ruốc này với cái lửa than vừa. Cho nó thơm lên, thơm cái mắm ruốc lên, thơm quá. Rồi chút nữa mình sẽ lấy là lược, mình lược lại để vào nước nha, nấu với lại tôm khô, cá. Trong nước cá sẽ có sả để đập dập, để nguyên cây vào. Rồi mắm ruốc mình đã nướng sơ xong rồi, 5-10 phút gì đó, để cho cái lá nó héo héo. Mình mới lấy ra nha. Rồi, bây giờ có tôm khô mình đã rửa rồi, mình sẽ tiến hành đập nha. Những cái nguyên liệu cần đập dập cho nó thấm nhau, bỏ vào nước. Phần này mình sẽ để vào chung với lại phần nước cá nha. Khi mà cá chín rồi mình vớt ra rồi mình mới để vô cái mắm ruốc nha. Rồi bây giờ mình có bột nghệ nha. Mình sẽ xào cái phần tỏi, hành phi. Ở hành phi mình xào với lại thịt cá phi lê. Rồi mình sẽ trộn bột nghệ sau. Củi mình đã sôi đó, mình để cá vào, nước sôi để cá vào nấu với sả nha. Rồi mình sẽ để tôm khô vào chung với cá, nước mình sắp sôi đó, để ngậy vào cho thơm, thử tanh ngọt nước. Ăn bún mình để vào luôn. Phần bún mua về mình sẽ luộc sơ để vệ sinh lại nha. Mình sẽ hớt bọt cái nước súp nha. Nó sắc lại mình thêm chút xíu nước. Phần cá mình vớt ra rồi đây, để ra mình bỏ da nha. Lấy phi lê, lấy cá cho cắt bé ăn, bỏ lên trên tô bún rất là đẹp, lấy từng miếng. Phi tỏi hành cho nó thơm. Rồi cái này mình sẽ phi cái con nó đẹp. Rồi mình sẽ bắt lửa lên nha. Phi hành tỏi.
thì có hành tỏi, hành tím sẽ gấp đôi với lượng tỏi, và chút xíu xả bầm vô đây. Tỏi hành rồi. Mánh vàng lên cái phần phi lê là đẹp rồi đó. Rồi cái phần mắm ruốc mình sẽ gỡ ra nha, rồi mình sẽ để nước riêng, mình sẽ chế vào, mình lọc qua đây. Rất thơm á. À, phần mắm ruốc mình sẽ lọc vào đây nha. Mình lấy nước mình thêm vào. Mình sẽ không nêm muối trên cái phần nước súp, chờ mình nêm cái phần mắm ruốc rồi nè, mình mới thêm vào. Mình nếm lại. Đây là nước súp, mình sẽ vớt bọt và mình để mắm ruốc vào. Lúc này mình sẽ cho nghệ vào nha. Nghệ mình sẽ cho vào. Rồi, cho luôn nước lèo nó ánh cái màu vàng lên rồi đó. Bây giờ mình sẽ nêm vào đường. Mình thì có kinh nghiệm nấu lẩu, thường sẽ nêm bằng đường phèn, nó sẽ ngọt nước thanh lắm. Rồi khi mà đường phèn nó tan ra, mình sẽ nêm lại một chút xíu bột nêm và mắm nha. Rồi phần cá này mình sẽ để vào luôn. Hồi nãy mình đã nêm phi hành mỡ với lại tỏi, hành tím, nghệ. Mình sẽ để vào trong cái nồi canh nước súp luôn. Đây, mình sẽ để đầu cá vào rồi đó. Cái phần phi lên để ngoài. Tỏi, hành phi mình sẽ để vào trong. Mình để ngoài để mình để lên trên mặt tô bún cho nó hấp xiển. Xin miếng nước dừa vô trong cái phần canh này cho nó thơm ngon. Dám. Dữ vậy. Dữ ở ngoài rồi. Cái này nhiều nước. Ồ, nó nước luôn á. Cái này nhiều nước nước. Ừ. To ha. Đã thiệt. Ồ. Đã liền. Đây là nước súp nha. Làm súp mình là chất lượng luôn á. Rồi, bún, bún lèo. Đi hái ớt chăm trái của mình nữa để mình làm ớt băm.
sao bỏ vô. Trời đưa. Xin tụ, xin tụ nha. Rồi. Rớt băm. Rồi, ăn được rồi đó. Rồi, một cái chấm mắm me. Dặn quá, giờ mình ăn nha. Giá nè. Rồi, tới bún. Bún hồi nãy mình đã trụng rồi. Trụng ngoài sẵn rồi. Để vệ sinh, sạch sẽ. Rồi, cá đâu, đôi cá vô luôn ha. Đây. Rồi, cắt. Rồi, trụng nè. Nửa đang ụt ụt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nước, mình trụng. Trụng gì để cho nó nóng nha mọi người. Hấp xỉn quá. Viên bún con. Ngon quá nè. Rồi, ok. Rồi, mình để miếng rau găm vào. Rau thơm vào. Rồi, có bông điên điển với lại rau muống bào. Leo lên. Hè lên nữa là bá cháy. Viết nách. Rồi, rồi được cái đầu cá ăn nữa. Hấp xì dẫn rồi. Rau, cá, bún. Nè, mắm nem với lại muối ớt. Hôm nay ăn với ba không? Hôm nay dạ. Quá ngon luôn, cả nhà vô ăn nha. Hôm nay ăn với ba nha. Ngon quá, hấp dẫn quá. Ba, hồi nãy em đút lại cho em đi ăn á. Ừ, cái chanh chua. Quá ngon luôn, hai đứa lại ăn nha. Má, cắt cà chua đi. Vô. Cay á, cay sau này á. Rồi, ba nhận xét thôi. Ngon quá. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Đúng cuộc chân nấu ngon quá. Con sẽ chạy. Con vậy của nó. Thơm không? Thơm nồng ngại, ngại. Thơm, ngon, vừa ăn. Cái này nè, cái này à, muốn bún à, muốn bún à. Đây, tô bún mình sẽ bưng ra cho các bé nè. Tô bún hấp xì dẫn quá. Bây giờ mình sẽ thêm rau chấm cho các bé nha. Giá nè, rau răm nè, rau thơm nè. Chà, con dậy, nhưng con dậy con kiến. Hấp xì dẫn chưa? Con kiến màu vàng. Con kiến. Ăn ngon không? Lo ăn. Để em chút ăn thêm tô nữa nha, còn không nha, còn nguyên nồi luôn. Ok, ngon rồi, quá rồi. Tới Cindy ăn nha. Cắt vậy đây, tới tô của Cindy đây, nó làm xong rồi nè. Ngon quá. Anh xem nè, làm nước mắm nào, để cho em chấm nha. Hấp xì dẫn không? Ngon quá. Con cá lóc mà là nguyên nồi luôn hả? Ừ, nguyên cá lóc, nguyên nồi luôn. Đầu cá lóc hấp dẫn quá à. Múc qua xuống má cho Cindy ăn. Nè, ăn bún à. Cái này ăn không? Con này. Ăn bún nha. Đi lại cá. Bỏ vào. Ngon lắm à. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi. Mình bắt bún mình để trụng nha. Rồi. Mình đã trụng xong, giờ mình thêm rau mình ăn nha. Rồi mới ba làm nha. Xong ba tô là băng hết rồi. Lạ quá mọi người, vừa ăn quá không? Hết nguyên rồi, hết hết súp luôn. Ngon quá. Quá ngon rồi. Mình gái ăn dễ hả? Không con. Cá phi lê sẵn không có ra, không có xương luôn. Đây, tô thứ ba. Giờ mình thưởng thức nha cả nhà. Chúc cả nhà ngon miệng. Ăn với lại ớt hộp. Không đùa rồi. Lại miếng. Không có mặn rồi. Chanh vô. Không có mặn rồi. Keo vô. Đây. Một cái đầu cá.
Ba chị. Con máy chị đùa. Con máy chị đùa. Ngạo quá. Đây ba lấy làm tô thứ hai đó. Chúc cả nhà con mình nha. Ồ. Ba cháy. Đây. Chấm nha. Ngon. Nước ngon á. Không có tanh, thơm. Thằng kia. Ngon quá, ăn hết trơn luôn rồi, hết sức luôn. Cái trời gió bắc à. Ăn cho bún. Thật là đã. Chúc cả nhà ngon miệng. Rồi, hẹn gặp lại nha.